những cái động tác vặn vẹo vẹo này sướng. Sướng như chị bên tay trái bên tay phải chứ không làm gì. Chị là bác sĩ mà chị giống vậy thế. Mình người chứ cũng không phải là thần thánh gì đâu. Ô, bác sĩ sao mà chữa tự cho mình được? Chỉ có bác sĩ yoga thôi nhá thì mới tự chữa cho mình. Mày cũng thấy bác sĩ được chết thì ung thư đấy. Rồi trở về em bé. Bác sĩ chữa cho cháu. Có đâu bác sĩ trả. Thế cứ bảo bác sĩ khuyên bệnh nhân ăn uống đúng giờ nhưng bác sĩ chả bao giờ ăn uống đúng giờ. Và tao bao nhiêu lần cầm bát cơm lên bệnh nhân gọi rồi. Đúng rồi. Tỉ thứ luôn, vừa cởi cái áo ra đi tắm lại mặc vào. Rồi. Lúc nào cũng phải đến nửa đêm rồi đi tắm nhá. Mẹ cơm ăn trong vòng 5 phút nuốt vào ngay, không thì vừa đi vừa nhai. Nhai đến tận nơi rồi xong mẹ nó hỏi phát ực cá và trả lời. Ta có lần bị hóc xương cá ấy, đang cầm miếng cho miếng cá vào mồm để bệnh nhân nó gọi cấp cứu, mẹ chạy đến nơi hóc xương cá đến khổ. Nhanh lên đi cho cô đi ăn cỗ kìa. Cá này cô lại cả hữu đẹo cơ. Mình có rẻ thế cơ mà. Em thì đi rồi nhiều thuở học viên. Mất dậy. Tẩm hữu đẹo. Không biết cô đi rồi. Cá không nhỏ về mà.